Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là mình sẽ ươm hạt giống ớt Zabini White Eagle nha các bạn. Và mình sẽ ươm cái rau xà lách lá nhọn, tức là gọi là rau diếp thơm và cũng có tên là rau tiếng vua các bạn. Thì đây là cái hạt giống ớt Zabini White Eagle Claw rồi các bạn. Còn đây là cái hạt giống rạng đông. Về cái rau xà lách lá nhọn và rau diếp thơm thì cái mùa này sắp sang mùa xuân thì trời vẫn còn mát và lạnh lạnh nên rất thích hợp để mình trồng rau xà lách các bạn. Trồng các loại rau xà lách luôn chứ không phải riêng gì rau xà lách lá nhọn. Thì hôm trước Quỳnh Mai có chia sẻ với các bạn là mình có mua cái khay để ươm hạt giống. Gồm có 72 cái lỗ, thì đây là cái khay đó, thì nó gồm có 3 thành phần là cái lỗ và cái dĩ đựng nước ở phía dưới và ở trên là cái nắp rong để đậy lại. Thì Quỳnh Mai cũng mua luôn cái bịch đất để mình gieo hạt lúc bắt đầu các bạn. Thì cái bịch này nó đề là The Best Meat, đây là The Best Meat for the Best Result đó, kết quả rất là tốt, gồm có Pig Moss nè, rồi Coconut Coir và cái Vermiculite, tức là giống như là một cái giống như là sạn vậy các bạn, nhưng mà nó được xay nhuyễn ra với nhiệm vụ là làm xốp nha. Thì Quỳnh Mai đã chuẩn bị sẵn luôn là cái bộ hiệu của nó là Zip Pie. Rồi cái khay cũng cùng hiệu luôn các bạn. Thì bây giờ 72 cái xeo này mình sẽ gieo phân nữa là ớt nha. Ớt này Zabini White Eagle Claw đó của Nhật Bản, và phần nửa này là mình sẽ gieo xà lách. Thì trước hết mình sẽ đổ cái đất ở trong cái bịch này ra, cái này nó để cho là mình bắt đầu để gieo hạt đó. Đó thì mình nó làm rất là mịn nhuyễn, rất thích hợp để gieo xà lách và những cái hạt nhỏ nhỏ các bạn. Đó, thì mình sẽ đổ vào trong 72 cái xeo này. Mình đã đổ đất vào trong 72 cái xeo rồi các bạn, và khỏa bằng mặt và mình vọng vọng cho cái đất nó xuống dưới các bạn. Đó, mình vọng cho cái đất nó chặt lại. Đó, nếu mà mình để nó xốp thì khi mình tưới nước thì nó sẽ cái lớp đất nó sẽ sụp xuống nha. Bây giờ mình làm cho nó chặt lại. Rồi tiếp theo là Quỳnh Mai sẽ gieo phân nửa cái này nè là ớt, và phía bên đây là cải xà lách nha các bạn. Trước khi gieo thì mình dùng cái đũa mình nhận xuống là mình dự định là sẽ trồng 3 cây ớt vào trong cái chậu. Các bạn nên trồng 3 cây ớt vào trong một chậu để khi mà nó lớn lên nó xoay cái tàn tròn đẹp các bạn. Còn mình trồng một cây thì nó ít lắm, nhìn nó không có được đẹp, nên Quỳnh Mai mới khoét ở trong đây. Mỗi ô thì khoét là 3 cái lỗ nha. Đó. Hay là các bạn một lỗ cũng được, nhưng mà nó lên 3 cây cũng được các bạn. Nên bây giờ mình khoét 3 lỗ, mà trước khi mà khoét lỗ
thì Quỳnh Mai sẽ tưới nước vào trong cái khay này để cho đất nó thấm nước, rồi mình gieo hạt xuống thì nó mới nảy mầm nha các bạn. Tại vì những cái hạt nhỏ đó mình không có ngâm nước, mình gieo trực tiếp xuống đất luôn, trực tiếp xuống cái khay này luôn, nên bắt buộc mình phải tưới nước để cho cái nước nó thấm xuống dưới đất. Nên mình phải tưới cho nó ẩm luôn các bạn. Mà cái đất này nó mịn quá nên nó khi mình tưới đó mình phải sôi sôi cho cái nước nó xuống dưới. Đó. Bây giờ mình tưới nước đó, cho thấm ẩm xong rồi mình mới khoét lỗ, rồi mình bỏ hạt giống xuống nha. Quỳnh Mai đã chế nước vào trong cái khay để cho nó đất nó thấm ẩm nước các bạn. Rồi mình khoét cái lỗ ở ngay chính giữa nha. Đó. Mỗi cái xeo thì Quỳnh Mai khoét cái lỗ chính giữa để mình bỏ hạt giống vào rồi. Thì đất này nó đã thấm nước ở trong đó các bạn. Rồi nó chảy xuống dưới cái khay đựng nước phía dưới. Thì khi mà mình bỏ hạt vào rồi mình đậy cái nắp lại thì nó sẽ có tạo ra độ ẩm nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái ớt vào trước nha. Thì mình dùng cái đũa, các bạn nhìn thấy cái đũa nè, mình dùng cái đũa để thấm vào trong cái chén nước, vào trong cái nước, rồi mình mới để lên trên cái hộp ớt để cho nó dính các bạn. Đây đó, hạt ớt dính nè, coi nó dính tới 3-4 hộp thì mình bỏ vào trong cái lỗ đó. Thì cho nó lên 3 cây đi, mình có ý định là trồng 3 cây một chậu nên mình để cho nó cái hạt vô trong đó là 3 hạt rồi mình mới làm nữa. Đây cũng dính 3 hạt nữa nè các bạn. Rồi tới cái lỗ tiếp theo đó, tại vì hạt ớt nhỏ quá, cái tay của mình không có lấy được, mà lấy được cũng rất là cay nha các bạn, nên dùng cái đũa thì nó tiện hơn đó. Nó rớt xuống rồi đó, và cái lỗ này 4 hạt, cái lỗ này 3 hạt đó. Thì mình làm như vậy cho tới hết nha. Rồi đó nè các bạn, tại vì cũng có cái hạt chắc, hạt lép nha các bạn, nên mình làm vậy cho chắc ăn đó, rất là dễ. Rồi mình không cần ngâm hạt ớt nha, cái mình lắp lại rồi mình đậy cái nắp lên thì nó sẽ lên mầm thôi, quá dễ. Hãy còn nước dính ở đầu đũa thì cái hạt ớt nó dính các bạn. Đó, thấy không? Dính tới 5-6 hộp, mình lắc cho nó xuống bớt. Rồi gieo vào trong cái lỗ thì các bạn nhìn thấy nó nằm ở trên đó hết ha. Thì bây giờ mình gieo nha. Mình đã gieo hạt ớt vào trong cái khay ươm rồi nha các bạn. Mỗi lỗ gì 3 hộp, có hơn 3 hộp thì mình cũng để luôn các bạn. Khi mà nó lên cây rồi thì mình sẽ bứng tỉa ra sao. Thì bây giờ nó đã nằm ở phía dưới cái lỗ rồi thì bây giờ mình ban đất ra nha. Đó. Mình ban ra để mình lấp cái hạt lại các bạn. Đó. Chỗ nào mà không có đất thì mình sẽ lấy cái đất khác mình đắp lên các bạn.
để cho lấp cái hạt ớt lại. Đó. Khi mà mình tưới nước thấm đẫm á, thì nước nó cũng thấm ở trên đây rồi nó còn chảy chảy xuống nằm ở dưới khay. Nên các bạn đừng có lo lắng là nó không có nước nha. Có nước. Có nước rồi mình đậy lại thì nước nó nóng nó sẽ bích hơi lên, nó sẽ sanh ra độ ẩm rồi nó làm cho cái ớt của mình mọc lên, nảy mầm mọc lên nha các bạn. Một ô vậy là mọc lên 3-4 cây đó. Thì mình đã gieo hạt ớt xong rồi, thì bây giờ tới bên đây, phần nửa bên đây là mình sẽ gieo hạt cải xà lách, tức là lá cải xà lách lá nhọn, tức là rau diếp thơm. Đây là cái bịch này các bạn. Xà lách lá nhọn, rau diếp thơm. Nó còn có mang tên là rau tiếng vua nữa đó các bạn. Ăn rất là ngon. Tức là nó lên như thế này. Các bạn nhìn trên cái hình, nó lên như thế này, rồi nó cao lên, nó thành cái cây các bạn. Và các bạn đừng có nhổ cái cây đó lên, các bạn để nó lên cao cỡ 6-7 tấc. Khi mà nó sắp sửa trổ bông thì các bạn mới nhổ cái cây đó lên. Rồi các bạn lật lá bỏ, mình lấy cái cây đó rồi cái mình gọt vỏ chung quanh, rồi mình tước vỏ xung quanh đó các bạn. Rồi các bạn mới sắc ra để xào với thịt bò rất là ngon. Hoặc là các bạn chẻ ra làm bún, đem phơi trên một nắng cho nó dập dập rồi các bạn đem xào với thịt bò rất là ngon, giòn nha các bạn. Tức là cái rau này đó, rau diếp thơm. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra trong cái dĩa rồi mình sẽ gieo nha. Tại vì cái hạt của nó rất là nhỏ. Đây là hạt rau xà lách lá nhọn, có tên là rau tiếng vua hoặc rau diếp thơm các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái hạt nó nhỏ li ti như thế này thì mình không thể nào mà mình ngâm nước nó rồi mình gieo được các bạn. Nên Quỳnh Mai gieo lên trên cái khay và mình có khoét những cái lỗ như thế này thì mình sẽ dùng ngón tay mình bóc lên, thì mình cũng không có biết là bao nhiêu hạt, mình cứ gieo đại nó đó. Đó, gieo đại như vậy như là xạ vậy các bạn, nhưng mà mình làm ít ít thôi. Đó. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ gieo tiếp nha. Mình đã gieo hạt rau xà lách lá nhọn rồi các bạn. Thì bây giờ mình lấy cái bay, mình đè đất nó xuống. Đó, đè xuống cho nó phủ cái lỗ. Còn cái nào, cái lỗ nào mà nó thiếu thì mình sẽ rải lên nha. Mình lắp cái hộp nó lại. Xong rồi các bạn, rồi mình lấy một cái nắp mà ở trong lô bát trung bộ nó, mình sẽ trùm lên nha. Đó, mình trùm lên như thế này thì giống như một cái ring house gì mini vậy các bạn. Hồi nãy mình tưới nước vào trong cái đất nên đất có chứa nước. Rồi mình đậy trùm lên như thế này thì nó sẽ tạo ra độ ẩm cho
hạt ớt và cái hạt rau xà lách lên nha các bạn. Đó. Thì cần một tuần hoặc hơn nữa thì ớt với rau xà lách nó sẽ lên nha. Khi mà các bạn dỡ cái nắp này lên thăm thì các bạn rờ thử coi đất ở trên mặt nó có khô hay không. Còn nếu nó khô thì các bạn lấy bình xịt nước các bạn xịt nó vài lần thì nó sẽ ẩm trở lại. Nhưng mà Quỳnh Mai nghĩ là không cần xịt, tại vì Quỳnh Mai hồi nãy chế nước vô rất là nhiều luôn để cho đất nó thấm nước, để khi mà mình gieo hạt á, thì cái hạt nó sẽ thấm nước luôn rồi nó nở ra nảy mầm, nên mình không có cần xịt nước nữa các bạn. Nước nó nằm ở trong đất và nó nằm ở trong cái dĩ phía dưới nè các bạn. Khi mình tưới nó đó, nó thấm đất xong, đất thấm nước xong rồi nó chảy xuống phía dưới dĩ, nó giữ lại nên không sợ thiếu nước các bạn. Thì nó tạo độ ẩm, đậy lại như thế này tạo độ ẩm để cho cái hạt ớt nảy mầm lên cây ớt và rau xà lách cũng lên cây rau xà lách luôn các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là hôm nay Quỳnh Mai đã chuẩn bị đủ vật dụng để gieo hạt ớt và gieo hạt xà lách. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về cách làm của mình nha. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình mới chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.